nhiều lúc nó quay thì mình cũng hay, nhiều khi có vấn đề gì nó rơi cả mấy cục bê tông to như thế. Mình sinh sống hàng ngày rồi, tôi đành cứ chấp nhận vậy. Xây dựng nằm gần trục đường giao thông và các khu chung cư, rồi đó cái hiện tượng vi phạm này vẫn còn xảy ra. Tình hình cháy tại các doanh nghiệp dệt may có chiều hướng gia tăng. Tại các công trường xây dựng có rất nhiều khẩu hiệu được trưng ra. Một trong số đó rất phổ biến đó là Safety First và được tạm dịch sang tiếng Việt là an toàn là trên hết. Thế nhưng thực tế thì thường lại không tuân theo các khẩu hiệu. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2016, cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, khiến hơn 800 người thiệt mạng. An toàn vẫn là một điều gì đó quá xa vời tại các công trường xây dựng, các nhà xưởng và thậm chí là ngay tại bàn làm việc của chúng ta. Chúng tôi sẽ đề cập kỹ hơn các nguy cơ này trong phần sau của chương trình. Kính chào quý vị, tôi là Vi Dung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin chính. Người dân Bắc Bộ bất ngờ vì thời tiết sáng nay rất giống với mùa thu, dù đang ở giữa tháng 5. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng không quá bất thường. Nghi ngờ trường sử dụng thực phẩm bẩn cho các bữa ăn bán trú, nhiều phụ huynh ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã không cho con đi học. Nhóm tin tặc có liên quan đến vụ tấn công bằng mã độc WannaCry tiếp tục đe dọa sẽ tung thêm nhiều mã độc và dữ liệu từ chương trình hạt nhân của một số quốc gia. Trải nghiệm nhà hàng ăn trong bóng tối ở London, Anh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban nhằm xử lý tình trạng sạt lở trên diện rộng hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong nhiệm vụ chung về ứng phó với biến đổi khí hậu thì vấn đề đặt ra với vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất cấp bách. Việc nghiên cứu giải pháp tổng thể cho khu vực này cần phải đặt ra. Không thể để tình trạng mạnh ai nấy làm, đặc biệt là các giải pháp về khoa học công nghệ phải được nghiên cứu để đề xuất các giải pháp cho Ủy ban. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tác động của biến đổi khí hậu diễn ra sớm hơn dự báo là thực tế, thể hiện qua các số liệu đo đạc. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn của cả nước và vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng, nếu không có giải pháp ứng phó sẽ chịu tác động rất nặng nề, trong đó phải kể đến tác động của hệ thống thủy điện thượng nguồn của sông Cửu Long là sông Mekong, khiến giảm mạnh lượng phù sa bồi đắp cho vùng. Trong khi đó, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kịch bản nước biển dâng trung bình ven biển Việt Nam có thể cao hơn so với trung bình toàn cầu. Vào cuối thế kỷ, nếu dâng 100cm thì nguy cơ ngập gần 17% diện tích đồng bằng sông Hồng, gần 18% diện tích thành phố Hồ Chí Minh và nghiêm trọng nhất là gần 39% vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai, sáng ngày 18 tháng 5, Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ Nhật Bản và UNICEF tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Qua 14 tháng đã hỗ trợ khẩn cấp cho 340.000 người của 10 tỉnh chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Với 4 triệu đô la Mỹ do UNICEF huy động đã hỗ trợ được cho 340.000 người dễ bị tổn thương nhất tại 10 tỉnh, bao gồm Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Gia Lai, Hậu Giang, Kon Tum, Sóc Trăng và Ninh Thuận. Trong đó 123.200 phụ nữ có thai và gần 7.500 trẻ em suy dinh dưỡng đã được cứu trợ dinh dưỡng. 78.000 hộ gia đình được can thiệp hỗ trợ về nước sạch trong điều kiện hạn hán. Kể từ năm 1975, đây là lần đầu tiên UNICEF tham gia ứng phó khẩn cấp trên diện rộng. Chương trình ứng phó khẩn cấp đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng và đưa ra tầm nhìn chiến lược chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UNICEF về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Theo đó, các bên đã thống nhất xây dựng chương trình hợp tác quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lấy trẻ em làm trọng tâm, giai đoạn 2017-2021. Bên cạnh dinh dưỡng, y tế, trẻ em sẽ được tiếp cận các kiến thức về thiên tai bằng cách đưa vào các trường học. Sự thay đổi bất ngờ của thời tiết khiến nhiều người dân miền Bắc khi ra đường hôm nay phải cảm thấy bối rối khi mà trời chuyển lạnh như là mùa thu, mặc dù hiện đang là mùa hè. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là hiện tượng tương đối hiếm nhưng mà không phải là quá bất thường. Sáng nay, thời tiết ở miền Bắc âm u kèm theo những cơn mưa nhỏ.
chơi chờ gió giống hệt như những gì diễn ra cuối thu và đầu đông, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Đến khi mưa dứt thì mức tăng nhiệt cũng rất chậm, khiến người dân ra đường hôm nay phải mặc thêm áo khoác, áo gió. Theo cơ quan khí tượng tại Hà Nội, nhiệt độ giảm với mức thấp nhất tại Trạm Láng là 21,7 độ C. Tuy nhiên, nếu xét trong chuỗi số liệu lịch sử nhiều năm, thì Hà Nội đã từng có nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 21,1 độ C vào ngày 18 tháng 5 năm 1979. Ngoài ra, trong quá khứ cũng ghi nhận được nhiệt độ thấp vào ngày 21 tháng 5 năm 2000 là 18,9 độ C và ngày 17 tháng 5 năm 1990 là 19,5 độ C. Còn thấp nhất trong lịch sử là vào năm 1981, khi mức nhiệt độ đo được là 17,5 độ C. Sáng nay là chúng ta thấy là có một đợt mưa rào và dông do không khí lạnh yếu tràn về, kết hợp với một cái hội tụ ở trên cao nữa, tạo nên một cái lớp mây rất dày và có mưa nên mọi người cảm thấy một cái lạnh. Nên cái lạnh này thì tôi nghĩ là cũng là dạng hiếm gặp, nhưng không phải đã từng không có trong lịch sử. Các số liệu thống kê thì thấy rằng là tháng 5 ấy, mà 18, 19 độ vào những cái ngày tháng 5 thì vẫn còn xảy ra. Năm nay là khá là mát mẻ và thậm chí là cái nắng nóng sẽ ít hơn. Cơ quan khí tượng cũng cho biết thêm, một điều khá lạ lùng là trong suốt 18 ngày của tháng 5, chưa có ngày nào đạt ngưỡng nắng nóng. Ngoài ra, trong bản tin mới cập nhật từ các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới, cho thấy hiện tượng El Nino sẽ không xuất hiện vào cuối mùa như thông báo trước đó, nên thời tiết được nhận định là mát mẻ hơn. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì đến hết ngày mai. Một nữ bệnh nhân nhiễm HIV bị lóc động mạch chủ tiếp A nguy hiểm vừa được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là một ca bệnh khó trên thế giới và cũng là ca bệnh đầu tiên được phẫu thuật thành công tại Việt Nam. Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực cho biết nữ bệnh nhân 42 tuổi mắc hội chứng Marfan, bệnh nhân phát hiện nhiễm HIV từ năm 2005, điều trị thuốc ARV từ năm 2015. Bệnh nhân được chẩn đoán lóc động mạch chủ tiếp A mãn tính, bị phồng gốc động mạch chủ, hở van động mạch chủ, hai lá, phồng hình thoi động mạch chủ, bụng dưới thận. Đây là bệnh lý nặng, nguy hiểm tính mạng, gặp với tần suất 3-4 bệnh nhân trên 100.000 dân trên năm. Bệnh nhân mắc bệnh trên nếu không được điều trị thì tỷ lệ sống sau một năm là dưới 10%. Ca mổ được tiến hành vào ngày 9 tháng 5. Các bác sĩ đã tiến hành thay van động mạch chủ, thay động mạch chủ lên, cắm lại hai động mạch vành, sửa van hai lá có vòng van. Đây là một trong những ca mổ khó nhất trong phẫu thuật tim mạch, thời gian mổ kéo dài 8 giờ. Các bác sĩ cho biết đối với bệnh nhân bị nhiễm HIV, hệ miễn dịch bị suy giảm, vì thế nguy cơ nhiễm trùng cao, ca mổ phức tạp kéo dài, nguy cơ phơi nhiễm của kíp mổ cao. Sau ca phẫu thuật, mọi dụng cụ mổ cho bệnh nhân đều phải tiêu hủy. Đến nay, bệnh nhân đã dần bình phục, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần tới. Năm 2017 dự báo sẽ là năm mà số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng mạnh và nhiều trường hợp nặng. Đây là một trong những ý kiến được đưa ra tại buổi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết do Sở Y tế Hà Nội tổ chức vào chiều nay tại quận Hoàng Mai. Cụ thể, theo Sở Y tế Hà Nội, năm nay dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát sớm hơn những năm trước do diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa xuất hiện sớm, xen kẽ nắng nóng. Đây là những yếu tố thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Lo ngại hơn, các mẫu bệnh phẩm được kiểm nghiệm cho thấy 5 virus dengue gây sốt xuất huyết có ở cả hai chủng là Aedes aegypti và Aedes albopictus. Trong khi đó, năm nào có cả hai chủng virus này thì số ca mắc bệnh thường tăng nhanh và nhiều ca bệnh nặng. Cũng theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 17 tháng 5, trên toàn thành phố ghi nhận gần 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, một ca tử vong. Số mắc này tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong số 26 quận huyện ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết, có 19 quận huyện có số mắc cao hơn cùng kỳ 2016, gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân. Ngày 16 tháng 5, ổ dịch sốt xuất huyết với 11 trường hợp mắc bệnh đã bùng phát tại khu ký túc xá của Trường Đại học Luật Hà Nội. Lâu nay chúng ta hay nghe tới sốc phản vệ thuốc, sốc phản vệ sau tiêm, mà ít khi nghe đến sốc phản vệ do dị ứng thức ăn. Tuy nhiên tình trạng này ngày càng phổ biến và ngay trong tối ngày hôm qua, tại phòng cấp cứu của Bệnh viện E đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ 22 tuổi nhập viện sau khi ăn tép. Đã có tiền sử dị ứng với hải sản, nhưng cô gái 22 tuổi này vẫn chủ quan ăn tép. Sau bữa ăn trưa, đến chiều bị nổi mề đay, nhập viện lúc 19 giờ trong tình trạng mệt và tụt huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán là sốc phản vệ do dị ứng thức ăn. Bị dị ứng thức ăn, lúc vào viện thì bạn
bạn ấy có tình trạng là cái đa tủ chỉ có 60-40 thôi và bệnh nhân khó thở, và bọn mình đã ra dùng vận mạch cho bệnh nhân và mùa dịch hiện tại bây giờ là và có chuyển các chuyển dịch bệnh nhân như theo dõi. Nếu như huyết động của bệnh nhân ổn thì sẽ điều trị tại khoa tiếp tục tại khoa truyền nhiễm, còn nếu như bệnh nhân tình trạng của bệnh nhân không ổn định ấy, huyết áp tụt và bệnh nhân khó thở nhiều hơn thì mình sẽ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Chia sẻ hơn một chút, tại vì trước đây người ta hay nghe nói đến cái ngộ độc ăn hoặc là dị ứng nhiều hơn là câu chuyện là sốc, và phải vậy khi mà ăn thức ăn. Cái ngộ độc thức ăn đấy là vì nó là một cái tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, tức là bệnh nhân ăn thức ăn có thể không đảm bảo vệ sinh và bệnh nhân bị nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn. Còn cái sốc phản vệ đấy là cơ thể bệnh nhân bị dị ứng với cái loại thức ăn đấy và nó có thể gây tụt huyết áp, diễn biến rất nặng. Tình trạng dị ứng thức ăn trong thời gian qua khá phổ biến, trong khi đầu giờ tối ngày hôm qua tại đây cũng tiếp nhận một trường hợp dị ứng sau khi ăn ba ba. Các bác sĩ cho biết đã từng gặp những trường hợp bệnh nhân tử vong trước khi tới viện vì sốc phản vệ do dị ứng thức ăn, do thiếu oxy não và ngừng tim. Do đó, những người bị dị ứng cần phát hiện nguyên nhân và tránh tiếp xúc với các thứ đó. Đặc biệt, cần thay đổi thói quen ăn uống và cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thực phẩm. Và ngày hôm nay, nhiều phụ huynh ở trường mầm non Thọ Sơn thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã không cho con đến trường với lý do là nghi nhà trường đã đưa thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu sử dụng. Sự việc này được phụ huynh phát hiện vào sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua khi nhà cung cấp đưa thực phẩm vào nhà trường. Phóng viên của VTC14 đã có mặt tại đây để tìm hiểu về sự việc. Đây là hình ảnh những con gà mà trường mầm non Thọ Sơn đưa vào sử dụng trong bữa cơm bán trú cho các cháu ngày 17 tháng 5 vừa qua. Một số phụ huynh đã phát hiện một số con gà có biểu hiện nhiễm bệnh và báo cáo lên chính quyền địa phương. Tôi đi là thấy có hai con gà đâu tréo lùng lẳng. Tôi đã nghĩ tinh nghĩ là gà chết. Tôi đi qua đấy là cô ảnh vào dừng xe rồi cô ảnh vào nhà bếp. Trước sự việc này, nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình và lo lắng cho bữa ăn bán trú không đảm bảo cho con em mình. Không phải lần này là lần đầu tiên, mà đã nhiều lần rồi. Có lần là múa thịt bò hối thổi về để cho cái cố núi dày trẻ nó nậu, mà cố phản ảnh không được nậu. Tối là làm như thế này là tối rất cặn rất lương tâm. Tôi không được phép nậu đi, đuổi cố đó luôn. Đại diện phía nhà trường vẫn cho rằng đã tuân thủ quy trình khi lựa chọn thực phẩm. Khi đã xảy xuất ra cái chuyện này thì đầu tiên là người trách nhiệm của ban giám hiệu là của hiệu trưởng, là của hiệu phó, là về chúng tôi cùng nhận cái sai. Cái sai là vì lý do là cái sai khi nào cũng ở nhà. Kết quả kiểm tra lâm sàng của trạm chăn nuôi và thú y của huyện Anh Sơn cho thấy trong số 3 con gà, một con bị tích nước xoang bụng, vỡ buồng trứng non gây viêm xoang bụng, gây viêm và hoại tử toàn bộ cơ quan nội tạng. Hai con còn lại, mũi có dịch viên, khí quản xuất huyết phân ngang. Để điều tra làm rõ sự việc, thì vào sáng ngày hôm nay, Phòng Giáo dục huyện Anh Sơn cũng đã điều chuyển cán bộ đến điều hành hoạt động của trường và tạm đình chỉ công việc của hiệu trưởng và hiệu phó của trường này. Các đồng chí trong ban giám hiệu thì yêu cầu cung cấp đầy đủ các hồ sơ để cho tổ kiểm tra tiến hành làm việc và tạm đình chỉ tạm ngừng điều hành để phối hợp với đoàn làm rõ các cái yêu cầu của nhân dân đề xuất. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trường mầm non Thọ Sơn sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh. Chiều nay, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quy mô lớn, có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng trên sông Sài Gòn. Tình huống được đặt ra đó là vào lúc 16 giờ 30 phút, trời đổ mưa do ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông. Cùng thời điểm đó, tàu Green Lines DP do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xanh DP chủ quản vận chuyển 40 hành khách với hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Khi rời bến cảng thì được 3 phút thì phát nổ và cháy làm cho tàu bị mất khả năng điều khiển, trôi tự do giữa luồng nước của sông Sài Gòn về phía hạ nguồn. Sau khi nhận được tin báo từ tổ máy, thuyền trưởng đã chỉ đạo công tác chữa cháy và nhanh chóng báo tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố để đến ứng cứu.
Cùng thời điểm trên đã xuất hiện 10 người mất bình tĩnh, đẩy cửa cabin buồng lái tàu Green Lights để chạy lên mui bất chấp sự ngăn cản của các thuyền viên. Sự cố va chạm mạnh còn làm cho 10 người đang trên mui tàu Green Lights bị té ngã rơi xuống sông Sài Gòn. Các hành khách trong khoang tàu bắt đầu hoảng loạn, xảy ra sự cố dẫm đạp và có 10 người bị ngất trong khoang hành khách. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã sử dụng tàu ST-115 là tàu chữa cháy hiện đại nhất Việt Nam, phun nước để chữa cháy. Các cano nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân đang trôi dạt trên phao bè và các phao tròn để đưa lên cano và kéo vào bờ. Sau gần 20 phút tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tàu lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được tất cả các nạn nhân trôi dạt trên sông, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phối hợp xử lý tình huống giữa các lực lượng, đảm bảo thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Tháng An toàn Vệ sinh Lao động lần thứ nhất với chủ đề Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sẽ không vì kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người lao động. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong đó có nguyên nhân từ ý thức, kỷ luật lao động kém, kiến thức hạn chế về các nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới, chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, trong tháng hành động này, cơ quan chức năng sẽ tập trung thanh kiểm tra về an toàn lao động, đặc biệt là những lĩnh vực có nguy cơ cao để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm trên 8.200 người bị nạn, trong đó 862 người chết, hơn 3.200 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, làm chết 98 người, 180 người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 1.250 tỷ đồng. Tại các công trình xây dựng cao tầng, cần cầu được sử dụng để đưa vật liệu và thiết bị lên các tầng trên cao. Những cần cầu này có chiều cao cả 100 mét và khi hoạt động thì có thể vươn ra tới vài chục mét. Cùng với đó là những khối bê tông nặng hàng tấn luôn trong trạng thái lơ lửng ở trên không trung. Sự cố xảy ra thì đã nhiều, thiệt hại về người và tài sản cũng đã rõ. Và trong khi công tác giám sát an toàn của những thiết bị này đang bị xem nhẹ, thì hàng ngày có rất nhiều người dân vẫn phải chấp nhận may rủi khi tử thần cứ lơ lửng ở trên đầu. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người sẽ phải rùng mình. Thế nhưng nhiều gia đình tại ngõ 199 phố Hồ Tùng Mậu vẫn phải chấp nhận hàng ngày mưu sinh dưới những khối bê tông nặng hàng chục tấn như thế này. Nói chung là rất sợ, nói chung là nhiều lúc nó quay thì mình cũng hay, nhiều khi có vấn đề gì mà nó rơi cả mấy cục bê tông to thế xuống là cũng sợ. Nhà của tôi ở đây, thế thì từ ngày mà công trình làm ở đây là chuyên môn toàn những là quay cần cầu lên trên lắp của tôi mà đây này dầu bạt này, đấy, mỡ miếc các thứ là quay hết, nhỏ hết cả xuống dầu bạt, thậm chí lại còn nhỏ cả vào trong xe ô tô của phòng giáo dục nữa, gây ảnh hưởng mà dân người ta đi qua đây, người ta cứ nhìn lên trên đấy là người ta sợ, người ta chạy. Mưu sinh như này thì đành cũng phải vậy thôi, nếu cũng không biết làm nào được, bởi vì như thế nào người ta làm ở đây rồi, bây giờ nó quá ra ngoài đường thì chúng tôi cũng không vì cái chỗ mình sinh sống hàng ngày rồi, tôi đành cứ chấp nhận vậy. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong năm 2016 đã xảy ra 49 vụ tai nạn lao động làm 49 người chết, 2 người bị thương. 70% số vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố thuộc về lĩnh vực xây dựng. Các cột thép này vẫn còn vươn ra ngoài bán kính của công trình. Vì với đặc thù của thành phố thì như vậy là cái diện tích cái xây dựng thì hầu hết là như vậy là nằm gần trục đường giao thông và các khu chung cư, do đó cái hiện tượng vi phạm này vẫn còn xảy ra. Cũng theo ông Việt thì mặc dù xây dựng là lĩnh vực có nguy cơ tai nạn cao, nhưng không phải tất cả các chủ sử dụng lao động đều chấp hành tốt việc đảm bảo an toàn, trong khi người lao động thường có tâm lý chủ quan. Có những doanh nghiệp thì như vậy là cấp phát chưa đầy đủ, chẳng hạn cấp mũ hoặc là cấp áo, còn như vậy giày và quần thì cũng còn như vậy là còn nhiều hạn chế. Cái vấn đề thứ hai là đối với các công trình xây dựng thì cái đặc thù của vấn đề sử dụng lao động trong các công trình xây dựng
chủ yếu là sử dụng cái số lao động thời vụ ngắn hạn. Những tấm biển như thế này xuất hiện ở hầu khắp các công trường xây dựng. Để xảy ra tai nạn là điều không một ai mong muốn. Nhưng đôi khi vẫn có những thảm họa từ trên trời rơi xuống. Người lao động thì không những là phải đối mặt với nguy cơ tai nạn ở trong các công trình, nhà xưởng, mà còn một rủi ro khác đáng sợ không kém, đó là cháy nổ. Hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở may thành phố Hải Phòng vào năm 2012 đã trở thành thảm kịch khi 18 mạng người bị cướp đi, 25 người khác mang thương tật suốt đời. Còn vào tháng 3 vừa qua, người ta sửng sốt khi thấy một vụ cháy kéo dài liên tục 5 ngày cũng tại công ty may ở khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ. Tại sao những cơ sở may mặc lại trở thành điểm nóng cháy nổ? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Nơi sản xuất, nhiều đường dây điện không đi vào ống rèn bảo vệ, được đấu nối sửa chữa. Nơi chứa hàng, hệ thống điện không sử dụng thiết bị phòng nổ. Và nơi đây, công ty may trong khu công nghiệp Habro, Gia Lâm, Hà Nội, với diện tích lên tới 1.500 m², cùng hàng trăm công nhân làm việc, cũng không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo quy định. Cơ sở may mặc 30 tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Nhưng đây lại là cách bố trí cửa thoát hiểm. Cửa mở ngang, tiết kiệm diện tích. Thậm chí là tận dụng để hàng hóa. Cửa thoát nạn thì thứ nhất là trong quy định là họ không được để hàng hóa chèn chặn lối thoát nạn. Để khi có sự cố xảy ra thì lối thoát nạn là phải thông thoáng. Như bên trường hợp này là họ đã để mất cái bàn này chặn vào lối cửa thoát nạn và không thể là mở hết ra để tận dụng khoảng cách để thoát nạn một cách nhanh nhất. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, hiện nay cả nước có khoảng 6.000 cơ sở dệt may. Từ năm 2014 đến năm 2016 đã xảy ra 52 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 24 tỷ đồng. Nhưng chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 13 vụ, gây thiệt hại 121 tỷ đồng. Các cơ sở dệt may thì hình thành nhiều bụi bông lơ lửng trong điều kiện không khí, nếu điều kiện thông gió vệ sinh công nghiệp không đảm bảo, có thể tạo thành hỗn hợp nguy hiểm nổ hoặc lắng xuống tạo thành cái lớp bụi phủ lên bề mặt thiết bị trên dây chuyền hay là trên dây điện, máy phát điện khi gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt sẽ gây nổ hoặc cháy lớn với vận tốc vô cùng lớn. Vụ cháy tại công ty may, khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ xảy ra cách đây không lâu là một minh chứng cho điều đó. Hỏa hoạn bùng phát dữ dội và kéo dài liên tục trong 5 ngày, buộc thành phố Cần Thơ huy động thêm lực lượng chữa cháy quận Phú 9 và nhiều tỉnh thành khác. Có lẽ trước đây, công nhân ở đây cũng giống như các công ty khác, luôn tin tưởng vào sự an toàn tại nơi mình làm việc. Tôi làm việc ở đây được 2 năm rồi, thì công ty của chúng tôi vẫn chưa xảy ra vụ cháy lớn nào cả. Còn thực tế, việc phòng cháy giống như bảng nội quy đang mờ dần theo năm tháng, mà chẳng mấy người bận tâm này. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Hãng tin Arian của Hàn Quốc ngày hôm nay 18 tháng 5 cho biết nhóm tin tặc Shadow Brokers có liên quan đến vụ tấn công bằng mã độc WannaCry vừa qua, đe dọa sẽ tung thêm nhiều mã độc và dữ liệu từ chương trình hạt nhân của một số nước bắt đầu từ tháng 6. Trong tuyên bố, nhóm tin tặc Shadow Brokers dọa sẽ tung tiếp hàng loạt dữ liệu khác từ tháng 6, bao gồm những công cụ dùng để tấn công mạng, cách tấn công hệ điều hành Windows 10, những dữ liệu trộm được từ các ngân hàng trung ương hoặc liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Nhóm tin tặc này đang khởi động mẫu đăng ký thành viên hàng tháng mới. Mỗi tháng, mọi người có thể trả phí thành viên và nhận được dữ liệu được công bố. Việc làm gì với những dữ liệu đó là tùy vào các thành viên. Ngoài ra, nhóm này cũng phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công tống tiền bằng mã độc WannaCry tại hơn 150 nước từ ngày 12 tháng 5 vừa qua. Hãng Microsoft cùng ngày cũng đã thông báo là nắm được tuyên bố của Shadow Brokers và cho đội ngũ an ninh theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng. Hãng tin CCTV của Trung Quốc ngày hôm nay 18 tháng 5 cho biết, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của nước này đã ban bố cảnh báo vàng, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp. Đồng thời, cơ quan này cũng dự báo nền nhiệt tăng cao tại nhiều vùng ở nước này từ ngày hôm nay.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ dự kiến tăng trên 35 độ C tại thủ đô Beijing và thành phố Tianjin, cũng như nhiều khu vực thuộc các tỉnh Hebei, Jilin, Liaoning, Shandong và khu vực tự trị Inner Mongolia. Thậm chí, nhiệt độ có thể tăng đến khoảng 37-40 độ C tại một số nơi. Thời tiết quá nóng, chúng tôi che ô cũng vẫn nóng, mặt đất nóng đến mức có thể nướng bánh được. Năm nay, thời tiết nắng nóng đến sớm hơn vài ngày so với các năm trước. Theo ghi nhận thì thời tiết nắng nóng khắc nghiệt thường xảy ra vào cuối tháng 5, thậm chí là đầu tháng 6. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyên cáo người dân tại những vùng bị ảnh hưởng áp dụng các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt và cháy nổ. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn đến các khu vực trên từ ngày 20 tháng 5 tới. Được biết, hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc có 4 cấp, với màu đỏ là mức cao nhất, tiếp đó là màu cam, màu vàng và màu xanh da trời. Hãng tin Reuters ngày hôm nay 18 tháng 5 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua đã bổ nhiệm một cựu giám đốc FBI làm cố vấn đặc biệt để lãnh đạo cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Động thái này diễn ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Trump sa thải James Comey, người giám sát cuộc điều tra của FBI về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ từ tháng 7 năm 2016. Theo đó, Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein đã chọn Robert Mueller là người tiếp nhận cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang FBI về cáo buộc Nga tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và các vấn đề liên quan. Được biết, ông Mueller là giám đốc FBI từ năm 2001 đến năm 2013. Ông từng phục vụ cho cả Tổng thống Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, được lưỡng đảng đánh giá cao. Theo Thứ trưởng Tư pháp, ông Mueller được phép điều tra mọi liên hệ và sự thông đồng giữa chính phủ Nga với cá nhân trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Cá nhân tôi rất hài lòng với quyết định này vì Bob Mueller là một người có tố chất, tôi thấy rất yên tâm. Theo quy định, cố vấn đặc biệt có quyền tự chỉ định nhân viên tiến hành điều tra độc lập với Bộ Tư pháp. Cố vấn không bắt buộc phải tham vấn hoặc báo tin cho Bộ trưởng, Thứ trưởng Tư pháp về diễn tiến điều tra. Cố vấn còn được phép truy tố mọi tội ác mà họ khám phá được. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề tiết lộ thông tin mật cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ông sẵn sàng chuyển bằng chứng cho Quốc hội Mỹ để làm sáng tỏ điều này. Theo các nhà khoa học trên thế giới, hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra khi tảo sống trong san hô bị trục xuất vì stress gây ra bởi sự thay đổi nhiệt độ, biến san hô thành màu trắng và có thể chết. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Thụy Sĩ và Israel lại vừa mới phát hiện ra là những dạng san hô ở vịnh Aqaba, Biển Đỏ lại có khả năng chịu được nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu. Để thử nghiệm sức chịu đựng và quá trình phát triển của san hô ở vịnh Aqaba, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ đã tiến hành thu thập những mẫu san hô và cho chúng sống trong điều kiện khắc nghiệt, đó là nước có nhiệt độ nóng hơn và nồng độ axit cũng cao hơn. Đây là điều kiện môi trường mà dạng san hô ở vịnh Aqaba có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, kết quả cho thấy san hô lại phát triển nhanh hơn so với ở trong môi trường bình thường. Nhiệt độ nước đang tăng lên và những mẫu san hô này cũng đang lớn rất nhanh. Chúng có thể thích nghi tốt với việc các đại dương đang nóng lên. Theo các nhà nghiên cứu, đây có thể là một thông tin tốt khi nhiều dạng san hô trên thế giới đang bị tẩy trắng. Điển hình là dạng san hô Great Barrier ở Australia đang bị tẩy trắng dẫn đến nguy cơ chết hẳn. Được biết, quá trình này là do san hô không thể tiếp tục kết hợp với các loại vi khuẩn cộng sinh dẫn đến mất màu, yếu đi và có thể chết. Quá trình này chủ yếu là do nước biển bị ấm lên. Do đó, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể lấy san hô ở vịnh Aqaba để mang đến những khu vực mà san hô đã bị chết do biến đổi khí hậu. Thưởng thức ẩm thực khi ngồi trên bàn tiệc lơ lửng giữa không trung hay là nhâm nhi ly cà phê rồi bỗng chốc được trải nghiệm cảm giác mạnh của động đất là những dịch vụ rất đặc biệt của một số nhà hàng trên thế giới. Và tại thủ đô London của Anh cũng có một nhà hàng độc đáo mang tên Dong Le Noir và tạm dịch là ăn trong bóng tối. Như đúng cái tên thì tại đây thực khách sẽ được phục vụ rất nhiều món ngoại trừ ánh sáng. Tại nhà hàng Dong Le Noir, thực khách sẽ được phục vụ bởi một đội ngũ nhân viên khiếm thị và được trải nghiệm cảm giác thưởng thức những món ăn trong những căn phòng tối đen nhiều mực. Theo quy định, khi đến đây, khách phải gửi lại điện thoại và các thiết bị điện tử có đèn trước khi được bồi bàn dẫn đến từng bàn trong bầu không khí tối om. Thực khách tại nhà hàng đặc biệt này thưởng thức các món ăn bằng cảm giác và mùi vị, chứ không phải bằng thị giác. Điều đặc biệt là hiện tại, nhà hàng còn hợp tác với một công ty âm nhạc Audio Network. Theo đó, trong lúc ăn, thực khách còn được tận hưởng những bản nhạc theo yêu cầu hoặc theo thực đơn món ăn của nhà hàng.
Ngồi trong phòng tối, thưởng thức món ăn và nghe nhạc thực sự là một bữa ăn hoàn hảo. Bởi khi ở trong bóng tối, mọi thứ đều thay đổi. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho thực khách một trải nghiệm kỳ lạ và thú vị. Nhà hàng Trang Lona đầu tiên mở cửa tại Paris năm 2004 và năm 2006 mở rộng sang London. Vợ chồng hoàng tử William của Anh đã một vài lần đến ăn tại nhà hàng này. Được biết, Trang Lona còn là mô hình doanh nghiệp có thể giúp những người khiếm thị hội nhập, hữu ích với xã hội. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.